Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho tất cả anh em tham gia một chương trình góp nhận 10 top cần Joy Wap cứ khoảng 20 đô các bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn phải click phần link mô tả bên tay trái bấm chuột tắt chatbot các bạn. Các bạn chơi lúc cha các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào continue, mỗi một lượt gapper các bạn sẽ nhận được 2 top cần. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join nhanh gấp kênh seller nữa các bạn. Con này chạy trên nền tảng BNB Smart Chain sẽ list sàn Bankake Swap nha các bạn. Rồi các bạn join vào nha. Rồi các bạn join vào tất cả ba kênh nha tất cả các bạn. Rồi nhiệm vụ Twitter các bạn follow, like và tweet và pin net nha các bạn. Các bạn chờ lót dán chút xíu các bạn. Thì pin net thì các bạn đi tiếp chứ comment nha các bạn. Ủa con này mình đã làm rồi mà ta, con này giao máy đi, thôi các bạn like đi bạn, rồi các bạn sẽ dẫn với tờ quýt nha bạn, các bạn ghi ở cộng swap ghi dẫn với username của nó đi các bạn, swap, đặt vô. Rồi các bạn thách lại nha bạn. Rồi các bạn có đáp lại. Tiếp tục thì các bạn cũng follow Twitter nó nữa các bạn. Twitter thì các bạn theo dõi các bạn, like và tweet nha các bạn. Rồi các bạn có đáp lại nha bạn. Rồi các bạn bấm vào submit detail nha các bạn. Tiếp tục bạn bấm đón. Tiếp tục bạn gửi lại cái link blog file username của tất cả các bạn nha các bạn. Thì các bạn mở tài Twitter của mình vào nè. Các bạn nhấp vào ba chỗ gạch, các bạn nhấp vào một hồ sơ nha các bạn. Các bạn nhấp vào ba gạch trên cùng, các bạn nhấp vào chia sẻ. Các bạn sao chép nè các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại nha các bạn. Rồi file xin em với nó nè các bạn. Bạn dán vào nha các bạn. Rồi bạn gửi cho bot nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với BNB Smart Chain chạy trên nền tảng lấy giấy chocolate các bạn copy địa chỉ ETH cũng được nha các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ ETH. Các bạn sao chép địa chỉ ETH lại nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn bấm đón. Tiếp tục thì các bạn gửi lại một cái link retweet nha các bạn. Follow and like, rồi bạn bấm Z nha bạn. Rồi tiếp tục các bạn bấm submit. Rồi các bạn sẽ nhận được 10 token Zowap. Các bạn việc lấy ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm token cho các bạn. Vậy video mình đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo của mình nhé. Zowap.